Ngày 28 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng làm một bảo vệ chết đối với hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, ngụ ở Quảng Nam và Trần Văn Trí, 21 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng. Cường và Trí bị truy tố với 3 tội danh gồm tội giết người, cướp tài sản, mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 45 ngày 22 tháng 11 năm 2023, Nguyễn Mạnh Cường cùng với Trần Văn Trí sau khi bàn bạc lên kế hoạch đi cướp ngân hàng, Cường và Trí chuẩn bị công cụ, phương tiện gồm mua một khẩu súng quân dụng kèm 6 viên đạn, một con dao, áo mũ, túi xách, găng tay, xe mô tô đến ngân hàng B, chi nhánh sông Hàn, phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn, số 169 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn. Sau đó, Trí rút khẩu súng ngắn bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà, Cường cầm dao uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm cướp toàn bộ số tiền có trong ngân hàng. Thời điểm này, tại ngân hàng có tổng số tiền là hơn 2 tỷ 200 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng bấm còi báo động nên Cường và Trí chưa lấy được tiền mà bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát. Lúc trốn chạy, Cường và Trí bị ông Trần Minh Thành, bảo vệ ngân hàng truy đuổi. Cường đã dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng của ông Thành, vết thương gây ra rách phổi, suy hô hấp, trụy tim mạch làm ông Thành tử vong tại bệnh viện ngay sau đó. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường trình bày trước đây có đi làm tại Nhật Bản, sau đó về Việt Nam làm nghề môi giới việc làm xuất khẩu lao động. Vì thời gian vừa qua không có việc làm nên không có thu nhập, đã ra Đà Nẵng thuê phòng trọ kiếm việc làm. Do cần tiền tiêu xài nên vào các trang nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm hiểu và làm quen đi cướp ngân hàng. Từ đây, Cường quen và rủ Rê Trí đi cướp ngân hàng rồi lên mạng đặt một khẩu súng, đưa về phòng trọ cất giấu. Tại phòng trọ, Cường và Trí đã bỏ đạn vào súng bắn thử một phát để thử súng. Cường cũng thừa nhận trước đó có đánh bài qua mạng Internet thua lỗ 500 triệu đồng và đã bán một xe máy hiệu Honda SH với giá 65 triệu rồi tiêu xài hết. Để có tiền mua súng, Cường đã bán điện thoại với giá hơn 4 triệu đồng. Trước các câu hỏi của kiểm sát viên và luật sư bào chữa, Trí khai nhận thêm rằng có 6 viên đạn và bỏ một viên đạn bắn thử lên trần nhà tại phòng trọ, xem súng hoạt động như thế nào. Lúc đi cướp ngân hàng thì bỏ hết 5 viên đạn còn lại vào súng rồi bắn một phát chỉ thiên để dọa ngân hàng, chứ không có ý định bắn nhân viên. Trí cũng thừa nhận cũng đánh bài trên mạng nợ nần hơn 200 triệu đồng và vay nợ ngoài xã hội nên bị chủ nợ đòi. Trong quá trình bàn bạc đi cướp tài sản, Trí có đề xuất đến cướp ở khu biệt thự nằm bên sông Hàn, nhưng Cường không đồng ý mà chỉ đi cướp ngân hàng. Trước khi thực hiện vụ cướp, Cường và Trí lên một căn nhà hoang trên đèo Hải Vân để ở và bàn bạc thực hiện. Về phương tiện xe máy đi cướp, Cường và Trí thống nhất đi thuê xe máy rồi sẽ đốt xe nhằm che giấu hành vi. Nhận định các hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến xã hội cũng như suy nghĩ tinh thần của giới trẻ. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Cường nhận mức án 4 năm tù cho tội mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 20 năm tù cho tội cướp tài sản và tử hình đối với tội giết người, tổng hợp hình phạt với mức án tử hình. Bị cáo Trần Văn Trí nhận mức án 3 năm tù tội mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 18 năm tù cho tội cướp tài sản và 19 năm đối với tội giết người. Ngay sau khi nhận được vụ việc hai đối tượng dùng súng, dao, cướp ngân hàng tại quận Ngũ Hành Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn và các đơn vị nhanh chóng truy xét bắt giữ đối tượng sau khoảng 1 giờ gây án. Cụ thể, vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày, Trần Văn Trí, 22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đi trên xe máy tiếp cận chi nhánh ngân hàng rồi đi vào bên trong. Đối tượng Trí đã cầm súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây. Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Trước thái độ hung hãn manh động của các đối tượng, nhân viên ngân hàng, đặc biệt là nhân viên bảo vệ Thành, hai đối tượng chưa cấp được tiền và nhanh chóng lên xe bỏ chạy, nhưng bị người dân và bảo vệ truy đuổi bắt giữ Trí. Còn Cường nhanh chân bỏ chạy thì bị bảo vệ Thành đuổi theo. Sau đó Cường dùng dao tấn công gây thương tích cho bảo vệ Thành rồi trốn thoát. Quyết tâm bắt giữ được đối tượng Cường, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và bắt giữ được Cường khi chưa đầy một giờ đồng hồ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng điều tra làm rõ. Đến tối 22 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng công bố lời khai ban đầu đối với Trần Văn Trí, 22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Mạnh Cường, 22 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm, đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game nên nợ nần tiền bạc.
hai nghi phạm khai không quen biết nhau, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ làm liều. Đầu tháng 11 năm 2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè, quận Liên Chiểu, sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu hai đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng. Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba lô, áo khoác để cải trang nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, hai đối tượng chở nhau đến chi nhánh thực hiện vụ cướp nói trên. Trước đó, vào chiều 22 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đang tiếp tục thu thập thông tin để điều tra làm rõ vụ cướp ngân hàng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Cùng với đó, công an đã tiến hành bắt giữ và lấy lời khai của hai nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng đâm bảo vệ tử vong là Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, và Trần Văn Trí, 22 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, hai nghi can này đến phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng số 169 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn để cướp tài sản. Tại đây, cả hai đã dùng súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Khi nghe còi báo động, thì hai người bỏ chạy ra bên ngoài nhưng bất ngờ đâm xe vào một xe máy của người dân nên ngã xuống. Thế vậy, bảo vệ và người dân đã lao vào khống chế. Trong lúc tham gia khống chế, đối tượng cướp ngân hàng, ông T, 50 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng, bảo vệ đã bị một đối tượng cầm dao đâm vào lưng khiến ông tử vong trong lúc cấp cứu tại bệnh viện.